Tôi đây là Shinsuke của nhóm Double Win. Shinsuke hiểu phố quán cà phê. Đây chắc chắn không có. Nãy giờ bán đồ, nãy giờ đang dọn cái khách này luôn. Nói như vậy khó mà. Bây giờ đóng cửa rồi. Cà phê. Cà phê à? Đây, con cà phê. Khi Shinsuke uống cà phê Việt Nam thì đôi khi cảm thấy đắng. Cà phê này không đắng nên rất ngon. Bỏ cà phê vào rồi. Khi còn trẻ, Shinsuke làm thêm quán cà phê, nhưng mà lần đầu tiên sẽ nướng đảo cà phê. Khổ quá. Như nói là cà phê ba lũ. Mỗi ngày làm nào? Nên chọn em nổi tiếng ở Việt Nam. Việt Nam phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chúng tôi phát sóng biểu hiện này nổi tiếng trên thế giới. Nóng bây giờ rất thơm chắc chắn ngon nè. Cái quái này đồ rồi bỏ bờ vào đảo cà phê là bình thường không? Bố này là bố pháp. Chắc là Shinsuke nghĩ bỏ bờ vào đảo cà phê nàng chúc chúc ngọt. Bây giờ hương vị chúc chúc đắng, nhưng mà uống cà phê thì hơi ngọt lắm. Ngon. Thay đổi màu đen. Các bạn có biết quán cà phê này không? Lần đầu tiên Shinsuke thấy nướng cà phê nên rất ngạc nhiên. Các bạn hãy đi đến đây nhé. Chúng tôi giới thiệu về quán cà phê Ba Lư nên rất vui. Ok, tiếp chỉ chăm yên nè. Quay lại rồi. Ném sản sắc chui.
phải ở Văn Quán có 300 yên. Chúng tôi có thể di chuyển 100 yên cuối cùng. Ok, chúng tôi đi Zurich bằng xe buýt Sunrise. Thành công rồi. Chúng tôi lắm thứ đi Zurich xe buýt lần đầu tiên. Nè, chúng tôi có rất nhiều việc thất bại. Nói xuống sai rồi đấy. Nhưng mà không sao, chúng tôi rất vui và thú vị. Nè, có chương trình tiếp theo. Tiếp theo là chúng tôi đi đến chuyến số 2. Nè, các bạn nhớ đón xem nhé. Nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nhé. Night.